Mời quý vị và các bạn cùng tôi tới thăm một vườn cây phải nói là cực kỳ đẹp. Rất nhiều cây đẹp ở khu vườn này. Và khu vườn này cũng ở gần ở chỗ tôi, nên thỉnh thoảng tôi cũng có ghé thăm khu vườn này. Một cây mai chữ thủy. Có lẽ kiểu dáng này là kiểu dáng của người miền Nam làm. Đây cũng là một tác phẩm Mai Chữ Thủy. Đây là vườn cây của bác Ngọ ở Đồng Trúc, Thạch Thất, Hà Nội. Những cây này chắc là bác nhập từ miền Nam ra. Kiểu dáng này có lẽ là không phải người bác làm. Ở vườn bác Ngọ thì rất là nhiều cây bác nhập từ xa về, sau đó bác chỉnh sửa đôi chút. Có những cây thì bác nhập những cây phôi và mất nhiều năm tháng để tạo tác nó. Một tác phẩm Xanh Ký Đá. Đây là một cây xanh dáng làng. Một cây xanh kiểu dáng rất là lạ. Có lẽ cây này trước đây nó mọc ở gần những cái bờ tường, sau đó thì tách nó ra và chỉnh sửa. Những cây như thế này thì được chủ nhân xếp nó ở phía trong, sát với bờ tường. Những cái bông tán cũng được làm rất là tỉ mỉ. Một cây si dáng rất là đẹp.
chiêm ngưỡng từ xa tác phẩm này. Một cây si giáng trực có một cành rơi. Tiếp tục với những tác phẩm xanh kỳ đá. Những cây mà thân nó thấp được ký ở trên cái bệ đá cao như thế này cũng rất là hợp lý, và vẻ đẹp của nó cũng được tôn lên rất là nhiều. Bên trong kia là những cái cây có hình dáng giống nhau. Có lẽ nó chỉ dùng để phụ họa thêm cho khu vườn. Lại thêm một tác phẩm xanh dáng làng được ký đá. Một tác phẩm khủng và đẹp. Thân cũng rất đẹp, bệ đẹp. Một tác phẩm rất là có giá trị.
Nhìn tổng thể cái này cũng rất đẹp. Một tác phẩm xanh kỳ đá nữa, cũng khủng đẹp. Những tác phẩm xanh ký đá ở khu vực này thì mỗi cây một vẻ, không có trùng lập nhau về kiểu dáng và cây nào cũng đẹp. Quý vị và các bạn đang tham quan một khu vườn có rất nhiều cây đẹp, phải nói là khu vườn rất là đẳng cấp. Và đây chỉ là một góc nhỏ của khu vườn thôi nhé. Nếu so sánh tổng thể của khu vườn thì nó còn hơn cả một số triển lãm, quý vị và các bạn nhé. Một vườn cây rất là giá trị. Một cái góc nhỏ của khu vườn mà đã có nhiều cây khủng và đẹp như thế này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video lần sau.